Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em một cái dòng sản phẩm Humix. Mình thì mình thấy trên thị trường rất là nhiều loại Humix ha. Nhưng mà mình tâm đắc nhất và cái điều mà mình cần lưu ý nhất là cái hàm lượng Humix trong đó nó được bao nhiêu phần trăm và nó xuất xứ từ đâu ha. Nguyên liệu nó từ đâu và nó xuất xứ từ đâu. Đa số những cái phân can này kia đồ, thuốc kích gãy này kia đồ thì nó là đạm và thành phần Humix nó rất là ít. Anh em mua cái gì, xài cái gì, thuốc của mình đưa cho miếng giường mình thì mình nên coi kỹ cái hàm lượng đó. Mình thấy trên thị trường bây giờ chỉ có cái dòng này là nó mạnh nhất về cái hàm lượng Humix và nó được xuất xứ từ Mỹ ha, từ Mỹ và được công ty như là công ty Hoàng Phúc phân phối độc quyền ha. Thì mình xài cũng khá nhiều rồi, mình thấy ok, mình chia sẻ ở đây và mình cũng được xin được phân phối cái dòng sản phẩm này rồi. Thì mình bán ra thị trường là một gói này là 130.000, mình xài cho được 400 lít nước ha. Mình pha gói này thì 1 kg, gói này 1 kg thì nửa ký nó mình pha cho 1 phi 200 lít nước, thì 1 kg thì mình pha được 400 ha. Đây anh em thấy nè, nó là toàn là chữ nước ngoài thôi, tại nữa nhập khẩu của Mỹ mà nó có cái tem chống hàng giả đây. Anh em bây giờ mà ba cái thuốc bảo vệ thực vật hay này kia rồi nó ra giả, nó mọc lên như nấm đó. Ngày nào á cái vùng ngoài cũng bị bắt về sản xuất bảo vệ thực vật giả, thuốc bảo vệ thực vật giả ha. Anh em nông dân mình làm vườn đã khổ rồi mà còn gặp những cái thành phần như thế nữa, những thành phần như thế á, phạt hành chính á là quá nhẹ cho nó, phải bắt nó đi tù á. Tại vì nông dân người ta nó cực khổ rồi, người ta kiếm tiền rất là chân chính trên cây ăn trái của chúng ta, của người ta mà còn làm thuốc giả, thuốc kém chất lượng, hại người ta tốn tiền tốn công, rồi cây người ta xài nó không tốt nữa. Thôi bỏ qua chuyện ngoài lệ đi. Đây anh em thấy nè, nó chỉ có một cái tem phụ cho do cái nhà phân phối về nó dán lại thôi, đặng cho anh em đọc thôi ha. Này cái tem phụ này nó có chữ tiếng Việt, còn đúng nguyên cái bịch riêng của nó ha, là không có một chữ tiếng Việt nào hết nha. Nè anh em nhìn đây, Made in the USA, rõ ràng ha. Hàm lượng Humix 95%. Đây thành phần nó nè, thành phần nó cũng ghi tiếng nước ngoài luôn nha. Đây thành phần Humix acid 95%, đó rất là ok, rất là tuyệt vời ha. Rất là tuyệt vời, nó đi đọt rất là mê ha. Thì hôm nay mình chỉ giới thiệu sản phẩm gì thôi, còn mai mốt mình rảnh mình sẽ quay video cho anh em thấy cái tỷ lệ mà nó đi đọt, mình tưới nó đi đọt như thế nào, thì cũng ra quay 1-2 cây cho anh em xem đó. Cả nhà thấy không, mình mới tưới cho nó được 15 ngày á mà đi cái đọt nè. Mình thấy ha, trên mạng rất là nhiều người quảng cáo sản phẩm này kia đồ, thì người ta chuyện quảng cáo là cái chuyện của người ta, còn cái chuyện mà cái cây mẫn thon á mà cái lá nó bự á, cái đọt nó nâu mà cái lá nó bự đây nè, anh em thấy cái lá nè đó là bình thường nha. Mình làm cái rễ nó khỏe thì nó bình thường thôi, không cần mà phải tưới thêm những cái sản phẩm khác. Mình á, sản phẩm bây giờ thì bao la, mình nên chọn lọc ha. Cái gì tốt mình đưa cho miếng giường mình thôi. Mình cảm thấy á, tưới Humix này là dưới mình kết hợp bón hữu cơ và xíu nào mica nữa là cái cây mình rất là đẹp rồi nha. Đấy anh em thấy không, quay cái này thì những cây bên đây mình cũng tưới cho nó rồi nè, nó hơi bị ngược sáng. Cây của mình nhìn vô thì không thấy lá đâu. Cái này thì mình theo mình á, nên khuyên cả nhà là 1 tháng tới 45 ngày ha, tháng tới tháng rưỡi thì mình tưới liên tục, tưới định kỳ cho nó, thì cây mình á, mình bước cái vườn lúc nào nó cũng đi đọt hết á. Mình thấy không, nó đi đọt nè, nó đọt nó rất là nâu nè, cái ngọn nè, cái ngọn nó lên nó phải từ 5 tấc đến 6 tấc. Ngọn đó mình cắt rồi ha, à, mình sau khi mình tưới Humix á nó đi đọt này rồi, chào anh em ha. Đây nó bị ngược sáng rồi, hôm nào mình sẽ làm kỹ cái video về cái Humix này ha. Mình xin nhắc lại là mình được xin phép được mình thông qua ông bạn của mình đã nhập được cái dòng Humix này và mình có bán ha, mình có chia sẻ là cho anh em xài, mình có bán là với giá là 130.000 một ký Humix. Thì mình xài cho được
400 lít nước. Như cây như thế này thì mình tưới tới maximum cho nó là 7 lít, 8 lít thôi ha, 8 lít nước thôi. Đó. 8 lít nước thì 400 lít nước thì mình tưới khoảng là được là 50 cây như thế này. Đây nè. Rồi, chào anh em, chúc sức khỏe. Cả nhà nhớ like kênh, đăng ký kênh, ủng hộ và chia sẻ video cho mình nha. Để những sản phẩm nào mình đã trải nghiệm hết và nó thật sự là ok, mình mới xin được nhập về và mình cũng phân phối lại, bán lại cho anh em để anh em xài. Ha, hàng chất lượng thì mình bán, còn hàng không chất lượng là mình không chơi. Ha, mục đích của mình là đưa những sản phẩm tốt nhất đến tay của anh em, anh em xài mình thấy hiệu quả thì mình mới đưa. Ha, chứ bây giờ sản phẩm trên thị trường nó tràn lan. Ha, rồi chào anh em. Mình thì mình bán cái giá nó cũng bằng hoặc là rẻ hơn đại lý hay tất cả các chỗ bán thôi nha. Nếu anh em thương mình thì ủng hộ mình. Rồi, chúc sức khỏe cả nhà. Thấy mê không?